nước sông Hàn kìa các bạn. Tất cả mọi người dân theo đạo Hindu từ khắp thế giới là muốn về đây chết ở đây. Đây các bạn này, thấy chưa? Đây, cái này là những cái thân xác này, xác người vẫn còn nguyên này. Ui dồi. Xin chào tất cả các bạn. Hiện nay mình đang đứng ở đây là Varanasi. Đây là một thành phố mà cổ xưa nhất của Ấn Độ. Nó có tuổi thọ tầm gần 5.000 năm rồi các bạn. Thì có duyên đến cái nơi mà rất đặc biệt này đây, thì hôm nay mình sẽ xin mời tất cả các bạn cùng với mình và Thảo đi tham quan khám phá một vòng. Thì hiện tại mình đang đứng đây là ngay cạnh sông Hằng, cái nơi mà rất nổi tiếng ở tất cả mọi nơi trên thế giới về cái việc mà phong tục mà đốt xác cổ xưa của Ấn Độ đấy. Thì giờ mình mời các bạn đi xem cái lễ phong tục đốt xác ở Varanasi này nhá. Cái trước mặt mình đây là sông Hằng đấy các bạn. Đây là cái điểm mà bình thường là mọi người đốt xác và hỏa thiêu ở đây. Nhưng mà hiện tại nước sông Hằng dâng lên rất cao, ngập luôn cả những cái đền Hindu ở đây này. Nên bây giờ là mọi người sẽ không đốt xác ở đây nữa. Đấy, bình thường các bạn có thể đi bộ tít tận xuống dưới này cơ. Nhưng mà bây giờ là thôi, đúng rồi. Nước ngập đền luôn. Mới hôm nay miền Bắc của Ấn Độ là đang lũ lụt nên là nước bây giờ có kéo xuống tràn ngập sông Hằng. Đây, con sông mà linh thiêng và rất nổi tiếng ở Ấn Độ và cũng như trên toàn thế giới đây. Là ngay trước mặt mình đây. Vì cái sự kiện đặc biệt mà nước ngập lụt thế này đây, các bạn đã thấy là những anh phóng viên là cũng mang theo những cái máy quay đến đây để có thể ghi lại những cái cảnh hiếm hoi ở đây, chỉ gặp trong mùa lũ lụt thôi. Namaste. It's okay. Okay, thank you. Đan đeo vào. Ah, yes. Body ka raksha karega. Yeah, thank you. No heart attack. Yeah. No low BP. Good health. Yeah, done. Okay. Or good man in Bahubali. Ah, đan đeo vào. Okay. Okay, okay. All right. Good son banao. Yeah, đan đeo vào. Thì đây chú đây là một vị tu sĩ ở trong đạo Hindu đấy các bạn. Apne sapne mein rajpat de diya dan mein. Và trong đạo này thì mọi người không cắt tóc và cạo râu. Nên là những cái vị này là để râu tóc rất dài luôn. Thì chỗ này chiều thì mọi người có ra chỗ sạch sẽ hơn và không gần cái chỗ đốt xác, mọi người tắm ở đây. Khi mà buổi sáng khi mà tới đây thì các bạn cũng có thể bắt gặp những hình ảnh tắm sông sẽ nhiều hơn. Từ trai, trẻ, già, lớn, trai, gái là đều xuống đây tắm hết. Đây chú này có cầm theo và bán những cái kiểu như là để trong có hoa. Cũng có thể những cái này là bán cho những cái người đến đây tắm và để cầu phước đây. Đấy, trong này có hoa, kiểu cánh hoa hồng hay sao á. Cái cổng Asigat, cái cổng một cái trong những cái cổng chính vừa nãy là mà bọn mình đến nhưng mà ngập lũ lụt nhiều quá, bây giờ người ta đóng cửa rồi. Thì bây giờ bọn mình có đi sang một cái cổng khác. Đấy, thì đang trên đường thì gặp trời mưa. Thì trước khi đến đầu cái cổng đấy thì đây, các bạn có thể thấy đây là một cái nhà mà người ta bán những cái củi này để cho những cái người mà người ta có gia đình mất ở đây, người ta đến đây để mua những cái loại gỗ này đấy để đốt xác đây. Đây, còn những cái này là người ta cũng làm luôn này để bán cho những cái người để người nhà để khênh xác ra sông Hằng. Mưa rất to. Cái con người bình thường mà khi mà đốt xác thì người ta sẽ dùng làm tầm trung bình tầm khoảng 150 kg gỗ này. Đấy. Thì đây là những cây gỗ gọi là gỗ xoài ấy. Gỗ xoài là cái gỗ mà phổ biến đây người ta để đốt xác. Thì giá nó cũng rẻ và dùng được. Nhưng mà cái xác nào mà to béo hơn thì người ta có thể dùng từ 200 cho đến 300 kg củi khô ở đây. Ui, đằng sau trong này còn rất nhiều củi nữa. Những cái trời mưa như này là sông nước ngập lên trên kiểu
trên đền thờ và các thứ nhiều khi nó cũng bận hơn những ngày thường các bạn. Đấy, khung cảnh trước khi vào cái chỗ nhà thiêu xác ở đây đây. Đấy, ngay trước mặt mình đây này. Mình đang đợi tạnh mưa một lát để bọn mình xuống. Thì củi ở đây khi mà ngoài cái gỗ xoài đây, đây các bạn thấy đằng trước là rất nhiều là chính là gỗ xoài ấy. Thì nhà nào mà có tiền hơn thì cũng có thể dùng những cái loại gỗ mà kiểu gỗ thơm ấy, gỗ đắt tiền hơn như là gỗ đàn hương chẳng hạn. Thì những cái gỗ đấy thì chỉ dành cho những cái người mà gia đình giàu có thôi. Còn đâu bình thường thì mọi người vẫn dùng cái gỗ này là để đốt xác. Đây có những đứa trẻ con ở đây thấy trời mưa thích quá chạy ra ngoài tắm luôn. Ở trong này không biết là mọi người đang làm gì đây. Chắc là cũng đang tránh mưa quá. Ui giời, bên này là cũng ui giời, nước sông Hàn kìa các bạn. Ôi ngập hết lên trên đèn rồi. Đây, bình thường đây là những cái đèn thờ rất nổi tiếng ở sông Hàn đây. Ai chà chà. Trong tín ngưỡng của đạo Hindu thì mọi người tin rằng khi mà chết đi thì người ta sẽ đến cái sông Hàn này trước khi chết tắm vào đây thì những cái tội lỗi mà người ta có lỡ mà làm trong lúc người ta còn sống ấy thì sẽ được xóa đi hết. Người ta chết ở đây, người ta tắm vào đây thì người ta có thể một mạch người ta lên thiên đường luôn. Người ta không phải phải luân hồi sống lại gọi là kiếp con người đấy các bạn. Nên là đây là một điểm mà tất cả mọi người dân theo đạo Hindu từ khắp thế giới là muốn về đây chết ở đây. Đằng trước đây là mình là một gia đình hình như là cũng có người chết ở đây thì phải. Thì các bạn thấy là bên trái đây này có một cái bọc quần áo là mình nghĩ là của những cái người mà gia đình ở đây, người ta mang ra đây để người ta đốt đi sao ạ. Thì mình thử chờ thử xem là xem có phải không. Thì cũng thể quay cho các bạn xem những cái trải nghiệm mà đốt xác ở đây. Thì đây là một cái văn hóa, một cái tín ngưỡng từ hàng ngàn năm nay ở trong Ấn Độ rồi. Bây giờ mình mời các bạn cùng với mình lên trên cái nhà này nhá. Xem là đây phải cái nhà đốt xác ở đây không. Đây đằng trước mình đây là một cái xác người chết ở đây này. Trời ơi, để mình vào đây mình hơi giật mình. Want to see? Yes. Nay upar na jai bija ba sahi na tar. Not big money, maybe 2,000, 3,000 pay money. Wood very pencil. Wood. Maybe 10,000, 20,000 wood fire. There maybe cheap. 1,000, 2,000 rupees. Here no looking. But here going. Many things looking. All looking, but your dead body, all carrying small different body. Ganga. Here no looking. Okay. Only here going. Đây là một cái xác chết của gia đình đây đang ngồi đợi. Yes. Đây là đền Shiva mọi người. Thì hiện tại là ở khu vực này á, là đây là cái nơi để mà lấy lửa luôn. Người ta cũng nói là đây là ngọn lửa không được dập tắt, phải luôn luôn thổi đỏ. Tại vì lửa này á, sẽ những người thân trong gia đình hay là những người mà chuẩn bị chết xong người ta sẽ lấy lửa ở đây để thiêu xác. Đó. Mọi người thì anh này là chắc là người thân trong gia đình nó đang đi lên lấy lửa. Đang lên lấy lửa. Đây anh.
Đây là một gia đình đã lấy xong cho cốt và đang chuẩn bị để thủ tục cuối cùng là đổ xuống sông Hằng. Khi mà đã đổ cho cốt xuống sông Hằng xong rồi thì người con trai phải xuống tắm lại một lần nữa thì mới được đi về nhà. So body one body fire three hour. After many fire finish small throw Ganga good karma. Much maybe one body fire 20,000 15,000 30,000 this body fire. One body fire. Many medicine many things. Want to see come video. Yes. Như đây là những một cái mà xác chết vừa mới được đốt xong ở đây. Còn đi harbor. So now he have yes, body. Yes. Now many family people. Family people. Body finish. Well, throw Ganga, good karma go house. Yeah. Ganga. Yes. Ganga throw body throw Ganga after good shower after go. Not who dead people not allowed to come this river. Well, there is none of the people who are not allowed to come this river. Everybody is allowed to come down the river. Okay. But everybody is not allowed to drop in Mother Ganga. Who? There are six special people which from ages still they are doing, like if some holy men die, pregnant women die, a child die under 9 years. Under nine. Okay. Leprous dies. Okay. And elf, what else? And if in your body you have, you know, a spot. Like skin problem. Leprous, kind of, you know. Okay. That means it's already been burned. Mm-hmm. We don't need to burn. Okay. That is from the ages which we are dropping in Mother Ganga. So only five? Okay. Because this is my job to doing from the ages. I'm asking you. Which is like many people coming here for die. So, yes. For example, if I don't have money, I can die here or not? Of course, because there are so many ashram which so many wealthy people protect for your fooding, for your sleeping, for your resting. But there is many ashram which people made who just come to die. They paid, okay. I make for other people too. Ah, okay. People, rich people, they doesn't have allowed matter to come here. Yeah. Okay. But you just have to find a correct place. Okay. A right place. So right place. Okay. One second. If I'm not like a Hindu person, I'm not like Hindu person, but I want to die here, impossible or no? It's well possible. Okay. Because only Varanasi is the city which we accept all the soul. We don't believe in religion. We okay. believe in humanity, in love, in rituality. Anybody can pray. Anybody can go to the temple. Okay. So we accept everybody. That's why not? That's very good. So, as any like different country people come here? Yes, of course. Oh, there are bodies coming from Europe to burn in Varanasi. And we have two systems. This is the electric crematorium. Now it's working with the gas. And just down there, they're using with the wood. Traditional. The traditional one. Traditional. So, can I ask you, one body, how much wood at the traditional way need to burn? Normally 360 kilos is the quantity. 60 kilos is the quantity for one body because body is big. Okay, so need a lot of wood to burn it. Of course. So normally, if the people buy the wood here, so how much for 1 kilo wood? It depends. What qualities of wood you are normal, buying? Normal wood. A normal wood is like 300 rupee kilo, 200 rupee kilo, 500 rupee kilo, 5,000 rupee kilo. You buy sandalwood, chandan wood. Yeah. The body
is come to the river, they throw to the river with a ball? Yes, of course. But only these people which I told you are recent people. So not they're everyone. Not burned. They just throw in the river. Yeah. But when they throw in the river, it's fluffy. No, because they're using a big piece of a stone. At the stone? Stone. And they tie with the body. Really a body with a string and with the metals. So the body doesn't come off. It's coming fish, down. Fish, turtles eat finished up. But there are many bridge. People, they bring body, thrown up. That we cannot do anything. That body floats. That what makes really Mother Ganga dirty. Yeah. But our side, we always, without a stone, nobody. Or have some people that have responsibility to help them to hold the body. Everything. Stone is there. And they do a ceremony? Of course. Okay. So the people without ceremony, they throw? No, even them, they do the ceremony. Okay. The burning ceremony with the traditional fire, which is right there in the temple, coming from 45 centuries ago, with this eternal fire, it's all the ceremony. So the fire in the temple, they need to be always burned? Always. So the family, they care that is not cooled down. Because the fire. So who have responsibility to take care of that burn? There are. It's a big family. Because it's a job, so. Okay. We have to care everyone. And everything. Đấy, cái xác này vừa nãy là khi mà trước khi lên hỏa thiêu mọi người sẽ nhúng xuống nước sông Hằng để coi như là tẩy gột tẩy những cái tội lỗi nếu mà có trong khi mà khi sống mà có lỡ làm phải đây. Sau khi mọi người sẽ nhúng xuống sông Hằng đây và sẽ để một lát cho khô xác mọi người về đốt. Mấy người đang khênh này. iPhone. Yes. iPhone 11. Bốn người khênh, cho bốn người trong gia đình khênh và những cái người đi sau sẽ đây, vớt gạo. Đây. Em ơi, gia đình sẽ đi theo sau. Một cái cảm xúc của mình đây là đúng là lần đầu tiên trong đời mình thấy cận cảnh cái cảnh hỏa thiêu mà cái người chết ở đây. Mà rất nhiều người đã hỏa thiêu ở đây hàng ngày luôn. Chỗ này là cái xác mà người ta vừa đốn ấy xong thì bây giờ một lát nữa đợi nguội là gia đình sẽ đến đây để nhận những cái cho cốt này. Đấy các bạn này, thấy chưa? Đấy. Cái này là những cái thân xác ấy. Xác người vẫn còn nguyên đấy. Ui rồi. Cái đầu kìa, đấy. Trời ơi, trong vẫn còn não luôn kìa. Kinh khủng, công việc này đúng là kinh khủng thật. Mình có thể nhìn rõ não người, đầu người nè. Ghê quá. Đây các bạn thấy chưa? Jamana khona jana bana khona
तो मेहरबान भाई तो उतने मेहरबान के लेके गई चल चली के कुछ नहीं kiểu mình cũng lần đầu tiên thấy những cái cảnh như này nhìn nó ghê quá ấy. Qua xem những cái thủ tục mà cổ xưa mà vẫn còn giữ đến tận bây giờ ở Ấn Độ đây, Varanasi đây, thì mình thấy một cái hay trong cái kiểu của mọi người đây là khi mà đến đây gia đình mất thì mình thấy không có ai kiểu khóc lóc thảm thương như ở Việt Nam mình nhá. Thì mọi người coi cái chết ở đây nó nhẹ nhàng hơn một chút. Nên là đấy cũng là một cái hay. Thì tập hôm nay mình cũng xin phép kết thúc ở đây. Hẹn các bạn ở tập sau cùng đón chờ những cái trải nghiệm mới trên hành trình này nhá. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình nhá. Bye bye.